Mình quay trở lại kênh kiếm tiền tâm không, kiếm tiền không xá. Cập nhật lại thông tin cái chương trình này góp hỏi mình có hướng dẫn cho các bạn nhận 100 đồng tốc cần STBT ký hiệu nha các bạn. Sau khi mình vào check và thử nó đã phân phối cho mình rồi nha các bạn. Các bạn vào đây mà chỉ việc bán thôi. Một win là tôi cần, buy là một bán nè các bạn. À con này lít lên sàn Bitmax. Bitchat, Bit. Rồi các bạn mới đăng ký mà có cái bơ nữa mà bán các bạn. Này một exchange không thấy nè, đây mình tìm hiểu sao các bạn. Wallet account sentin, còn cái đồng này đấy video sau mình hướng dẫn các bạn bán các bạn. Giờ nó có cái chương trình này rất rất là ngon luôn các bạn. Mi event à, nó bạn thấy không, các bạn đăng ký và chương trình này rất là mong bấm vào này nè. Đó. Nó kêu là các bạn chương trình này góp nó xin up đăng ký cái sàn Bitget GoBank website and cơm cài xe luôn rồi các bạn sẽ nhận được 18 đô các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn đăng ký luôn. Đầu tiên các bạn click vào phần 18 đô nè, rồi các bạn nhấp vào website các bạn. Sau khi nhấp vào website đây các bạn đăng ký cài xe xong các bạn bấm vào chữ email submit nè, submit email confirm là xong, ok các bạn, là mình tham gia hoàn thành các bạn. Vậy mình hướng dẫn đăng ký trước đi. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký mail và mật khẩu, rồi vào mail mà xác nhận các bạn, vì mới có tài khoản rồi mình login các bạn. Email mật khẩu rồi bạn bấm dùng qua dòng đầu các bạn. Rồi các bạn mail bạn confirm mail là ok, mình login đi. Nhanh đi tài. Mình hướng dẫn các bạn cài xe luôn các bạn. Cài xe cái sàn GoBank Bitget nè. Rồi login. Dễ bẹt cả các bạn ơi. Mình nhận được 400 tốc cần cũng khoảng 6 mấy đô ạ. Ngon. Rồi. Video hướng dẫn đăng ký cái sàn kia thì có để phần link mô tả và các bạn chỉ việc làm theo. Rồi lâu quá ta. Rồi sau khi đăng ký thành xong các bạn ghi cập nhật thông tin nhận các bạn, rồi mình bấm vào, các bạn bấm vào ba chữ gạch này nè, trên dưới thông tin đó, rồi ba chữ gạch, rồi các bạn bấm vào một account nè, đây, rồi các bạn bấm vào ID verification các bạn. Mình cài xe các bạn ơi. Rồi các bạn sau khi nó ra như vậy gì, các bạn bấm vào chữ ta verify. Verify. Nếu yêu cầu gì thì các bạn ghi vào đó các bạn. Nếu yêu cầu thông tin thì các bạn nhập thông tin vô, thông tin tên, họ, địa chỉ thì mình. Chưa nói kiểm tra trình duyệt chút nha. Rồi. Đây nó có hai hình thức là xác minh bot bo và ID card, chứng minh nhân mình chọn bot bo đi cho nó dễ. Rồi các bạn up lên một cái file các bạn. Rồi các bạn up lên một cái này giấy chứng minh nhân dân một trước hả ta. Các bạn up lên một cái sửa cho em như một trước. Chọn hộ khẩu nữa. Rồi các bạn bấm confirm nha bạn. Chú file miếng này khó quá ta, mình hơi út nữa. Hồi nãy với nhân dân sao mà mình để mất trước lộn.
mình lộn rồi mà. Úp lên mặt trước và mặt sau nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cầm phim công tắc, nó yêu cầu gì không ta? Check in keyboard vision. Chứ riêng mình dần thì các bạn gỡ lên hình ảnh mặt mặt trước và mặt sau các bạn. Nghĩa còn 3 ngày nữa kết thúc rồi, tờ 3 ngày nữa kết thúc. Phải các bạn, phải nó kiểm tra trình duyệt chút xíu các bạn. Rồi nó gửi về một cái là nó nói là tài khoản của bạn đang được xác minh. Chúng tôi sẽ, các bạn sẽ cập nhật lại sau 10 phút để chờ kết quả nha các bạn. Sớm mình có một bước là cái bước, một cái bước này là các bạn điền thông tin của mình vô các bạn. Các bạn không biết thì qua bên Google dịch đó. Thì sau khi các bạn cai sơ cái sàn này xong là các bạn trở về cái sàn hồi nãy nè, sàn này nè. Khoan, không đáng lắm. Mình nhận 18 đô của sàn nào ta? Khoan, không có tiếng không? Mình nhận 18 đô bên sàn kia nha các bạn. Sàn này nó liên thông nhau. Ruban Bichet. Rồi, vậy lần nữa mình nhận lên bên cái sàn này nè các bạn. Link sàn này và mình có để dưới phần link mô tả và video hướng dẫn đăng ký nha các bạn. Các bạn không, cái sàn này các bạn muốn KC thì K, muốn không không. Tại vì chương trình ai góp KC nó nói vậy. Complete submit. Rồi các bạn trở về sàn này các bạn ghi email vô các bạn. Hồi đây mình chạy xác minh xong xuôi rồi mình hả ghi email bấm cầm pin là xong các bạn. Vậy video kết thúc các bạn.